Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công an. Bộ Công thương cảnh báo người tiêu dùng Việt Nam về nguy cơ cháy nổ của hai sản phẩm đèn pin M2R Pro Warrior và Warrior Mini của hãng Olight sau khi Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc KCA thông báo các sản phẩm trên có thể tự động bật lên khi tiếp xúc với các kim loại dẫn điện và có nguy cơ gây cháy nổ. Theo thông tin từ nhà sản xuất, các sản phẩm của hãng Olight sẽ không gây nguy hiểm cho người tiêu dùng nếu được sử dụng đúng cách. Cụ thể, đèn pin M2R Pro Warrior và Warrior Mini có chức năng khóa đèn khi không sử dụng để tránh việc vô tình bị kích hoạt ngoài ý muốn khi đựng trong ba lô, túi sách hoặc trong túi quần. Do đó, người tiêu dùng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm. Lưu ý khóa đèn pin khi không có nhu cầu sử dụng và không đặt đèn pin gần các vật dụng làm bằng kim loại để phòng nguy cơ cháy nổ. Hiện các sản phẩm này được nhập khẩu và phân phối qua công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Outdoor Gear và hiện đã bán hết. Olay cho biết sẵn sàng thay thế bằng sản phẩm khác cho người tiêu dùng với sự hỗ trợ của công ty Sài Gòn Outdoor Gear. Công ty sẽ yêu cầu các đại lý bán lẻ liên hệ trực tiếp với người tiêu dùng bằng thông tin liên lạc được lưu lại trên phần mềm quản lý bán hàng để thông báo và thực hiện việc thay thế.